tạo, và em định vị mình rằng là mình là thủ lĩnh thì mình phải có mặt ở tại cái sự kiện đó. Mình phải trưởng thành, mình trưởng thành thì mình mới dẫn dắt được đội nhóm của mình. Và khi mà mình chính thức mình ra cái quyết định đó, mình ấn định cái mục tiêu của mình và mình quyết liệt mình làm. Và sau một thời gian thì mình làm thì cái hệ thống của em vẫn nó còn mảnh nhưng mà mỏng. Còn 4 ngày cuối cùng thì em mới hoàn thành, đó là 6.000 điểm. Nhưng mà khi mà em đã tin tưởng và em làm, và em nói rằng là mọi giá thì mình phải hoàn thành được cái mục tiêu của mình, và khi mà mình mạnh dạn mình ra quyết định như vậy thì vũ trụ hỗ trợ nguồn lực cho mình, và luôn luôn nhận được những cái sự động viên của những người upline, downline rồi sideline. Đó là cái điều tuyệt vời mà trong hệ thống S69. Đó là cái sự đoàn kết và cái sự chia sẻ của mọi người, những cái tình cảm của mọi người lại thêm tạo thêm cái động lực cho Hiền, để Hiền chiến thắng được cái K7 và để bước chân vào nhà đào tạo và đào tạo. Đó là cái điều tuyệt vời. Và khi mà ấn định cái mục tiêu như vậy thì trong hệ thống của người Hiền, khi mà mọi người tập trung nguồn lực, mọi người mỗi người sẽ hỗ trợ mình một chút xíu, và cuối cùng thì mình cũng đã xuyên đích ngọt ngào, đó là vào 10 giờ tối ngày 31 tháng 8. Đó là một điều tuyệt vời, đó là Hiền ghi nhớ. Hiền rất là cảm xúc khi mà đội nhóm của mình yêu thương mình và giúp đỡ của mình trong cái việc mà mình xuyên đích. Cảm ơn thủ lĩnh đã cho em chia sẻ, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mừng Trần Hiền, riêng cái đoạn cướp mic được, Hiền là người nổi lên màn hình, mà Phương không biết các bạn nhìn thấy như nào, nhưng Hiền là người nổi lên màn hình của Phương, tức là Phương nhìn thấy bạn ấy xuất hiện đầu tiên.